Thưa quý vị, thưa các bạn, theo đánh giá của Bộ Công Thương, hiện nay do tác động của dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp, trong đó có ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam. Đã có nhiều doanh nghiệp phải dừng sản xuất và đa số đã cắt giảm hoạt động. Do đó, các doanh nghiệp mong muốn cần có chính sách, nhất là các quy định về thuế nhập khẩu, nguyên liệu, linh kiện nhằm tạo đòn bẩy cho ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô tăng trưởng ổn định. Sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay, công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam đã dần khẳng định vị thế của mình trong phát triển kinh tế xã hội. Công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô đã và đang dần hình thành theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu lắp ráp xe trong nước và phục vụ xuất khẩu, đem lại nguồn thu đáng kể cho đất nước. Hiện nay, Việt Nam đã có 3 tập đoàn doanh nghiệp ô tô lớn là Thaco, Hyundai Thành Công và VinFast. Trong đó, Thaco đã đầu tư xây dựng 20 nhà máy sản xuất cụm chi tiết, VinFast cũng dành 70 ha để đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ, Hyundai Thành Công cũng đã mở rộng nhà máy sản xuất công nghiệp hỗ trợ thứ hai. Và với những gì phát triển được của Thaco tại Chu Lai thì chúng tôi hy vọng và chúng tôi chắc chắn là chúng tôi sẽ làm trở thành là một trong những cái trung tâm về công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là đối với các cái sản phẩm linh kiện công nghiệp ô tô, sản xuất lắp ráp ô tô thì chúng tôi sẽ đầu tư cái trung tâm nguyên vật liệu, rồi là thí nghiệm về vật liệu, rồi là các cái máy móc thiết bị lớn và các cái công đoạn gia công mà quy mô và đầu tư đối với các những nhỏ là không đầu tư được, cũng như là cái trung tâm R&D nghiên cứu phát triển và cái trường cao đẳng nghề của chúng tôi thì tập trung đào tạo chuyên sâu hơn, và đồng thời sẽ kêu gọi các cái doanh nghiệp nhỏ trong cái ngành cơ khí đến để tham gia cùng làm. Hiện nay, tỷ lệ nội địa hóa một số dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước khá cao do khả năng cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được cải thiện trong thời gian qua. Các chủng loại xe tải, xe khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, xe chuyên dụng sản xuất trong nước đã đạt tỷ lệ nội địa hóa đạt mục tiêu đề ra, đáp ứng về cơ bản thị trường nội địa. Điển hình, xe tải đến 7 tấn đáp ứng khoảng 70% nhu cầu, với tỷ lệ nội địa hóa trung bình 55%, xe khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, xe chuyên dụng đáp ứng khoảng 90% nhu cầu, với tỷ lệ nội địa hóa đạt từ 20 đến 50%. Và 2020 chúng tôi đã nhận được đơn hàng là trên 1.200 xe cùng với cái linh kiện phụ tùng, chứ không phải chỉ xuất khẩu ô tô mà thôi. Cái sản lượng xuất khẩu sẽ ngày càng gia tăng, bởi vì khi chúng tôi đi từng bước rất là vững chắc và thỏa mãn theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng trong và ngoài nước, chứ không phải chỉ riêng là đối với xuất khẩu mà thôi. Điều đó thì chúng tôi đã được thể hiện qua cái việc mà nâng cấp các cái nhà máy sản xuất lắp ráp theo cái hướng tự động hóa và quản trị theo hướng số hóa để sản xuất theo hàng loạt theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng. Chính vì có cái chiến lược đầu tư đó thì chúng tôi mới đáp ứng được cái yêu cầu xuất khẩu vốn là không dễ dàng gì đối với các cái sản phẩm đi từ Việt Nam. Hiện nay thì công ty chúng tôi cũng đã sản xuất ra được và nội địa hóa rất nhiều sản phẩm, ví dụ các cái loại bi trao, trục ắc, rồi là tam mua, rồi rô tuyên và rất nhiều sản phẩm khác. Thế nên là về chất lượng thì là có thể nói là chất lượng chúng tôi sản xuất ra thì có thể đạt được từ 7 đến 80% chất lượng nhập khẩu. Quan trọng nhất là khi chúng tôi sản xuất ra thì là nó chủ động trong vấn đề sửa chữa, hai nữa là giảm được cái nhập siêu, và giá thành thì chúng tôi chỉ bằng khoảng 20 đến 30% so với nhập ngoại. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng hiện Việt Nam có khoảng 300 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ô tô, nhưng có đến 80% là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh. Số còn lại là 100% vốn đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam, nhưng phần lớn là có quy mô nhỏ, khó tiếp cận nguồn vốn lớn, khó có điều kiện đầu tư cho công nghệ và việc liên kết giữa doanh nghiệp này còn khá yếu. Thì phải nói một cách khách quan là cái khó khăn đầu tiên ý là cái sản lượng, cái dung lượng thị trường trong nước nó còn thấp quá. Ví dụ như ngành xe máy thì chúng ta nội địa hóa được lên đến tận hơn 90% và cái số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào đấy là khoảng độ 300 doanh nghiệp. Và khá là tốt là bởi vì cái sản lượng rất là tốt. Và tất nhiên cũng là bởi vì ngành xe máy thì yêu cầu nó thấp hơn rất nhiều so với ngành ô tô. Thì phải nói là để mà trở thành nhà cung cấp cho ngành điện tử hay là ngành ô tô thì đấy còn là cả một cái quãng đường mà doanh nghiệp Việt Nam phải cố gắng. Cái khó đầu tiên ý là cái yêu cầu về chất lượng, tức là doanh nghiệp phải đáp ứng cái yêu cầu chất lượng của nhà sản xuất nước ngoài. Nhưng mà chất lượng không thì cũng vẫn chưa đủ, chất lượng thì phải đi kèm với giá, tức là cái giá đấy nó phải hợp lý, nó phải ít nhất là nó phải rẻ bằng những cái nhà cung cấp đang có trên thị trường. Hệ thống máy móc của doanh nghiệp chế tạo ngành ô tô Việt Nam bây giờ là tương đối tốt, tương đối là hiện đại. Tuy nhiên mà để tận dụng hết được cái máy móc đấy thì cần một cái hệ thống quản trị cũng như là nhân lực phải tốt hơn nữa.
Thì đấy là những cái việc mà doanh nghiệp Việt Nam phải rất là tập trung vào làm. Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, đặt ra mục tiêu cơ bản là hình thành công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất ô tô vào năm 2020. Đến năm 2035, phấn đấu trở thành nhà cung cấp quan trọng trong nhiều loại linh kiện, phụ tùng cho ngành công nghiệp ô tô khu vực và thế giới, đáp ứng trên 65% nhu cầu về linh kiện, phụ tùng cho sản xuất lắp ráp ô tô trong nước. Để đạt được mục tiêu đề ra, Chính phủ, Bộ Công Thương sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ liên quan đến phụ tùng ô tô, chính sách về đầu tư, nhất là đầu tư sản phẩm công nghệ cao. Thách thức là rất rõ ràng khi chúng ta phải mở cửa và chúng ta phải đối nhập cạnh tranh. Nhưng nếu như chúng ta coi rằng đây chính là cơ hội để chúng ta tái cơ cấu lại các ngành công nghiệp của chúng ta, và trong đó bao gồm cả công nghiệp ô tô, một là hoàn thiện về mặt thể chế, trong đó bao gồm khung khổ pháp luật và chính sách phải đồng bộ và toàn diện. Thứ hai, quan điểm chỉ đạo phải xuyên suốt và thống nhất, và có cái cách tổ chức phối hợp cũng mang tính thể chế, có một cái xuyên suốt từ trên xuống dưới và có một cái sự xuyên suốt và kiên nhẫn trong các biện pháp tổ chức thực hiện. Ba là phải có một cái biện pháp để đảm bảo cái sự là kiểm tra giám sát để đôn đốc tổ chức thực hiện, bởi vì nếu không thì các cơ chế chính sách của chính phủ và của nhà nước nói chung sẽ không đi đến và không có hiệu quả, thậm chí là cái sự lãng phí nguồn lực của xã hội. Thứ tư là chúng tôi cho rằng là cái sự hưởng ứng của cộng đồng xã hội, của cộng đồng doanh nghiệp và của xã hội nói chung là vô cùng quan trọng. Vì vậy công tác tuyên truyền và dữ liệu tổ chức là cũng rất quan trọng, nhất là trong cái việc lồng ghép vào trong các cái khung khổ hội nhập và các chương trình thực thi các khung khổ hội nhập của chúng ta. Để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô phát triển đạt từ 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ giá trị sản xuất linh kiện phụ tùng vào năm 2025 và 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2035, Chính phủ cần rà soát, xây dựng tổng thể chiến lược phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ bám sát với chuỗi giá trị sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của chuỗi sản xuất toàn cầu, trên cơ sở đó có chính sách thu hút để doanh nghiệp có thể tham gia vào từng công đoạn của chuỗi giá trị nhằm góp phần đưa doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh hơn. Mặt khác, tăng cường đầu tư, liên doanh, liên kết nhằm mở rộng quy mô cho các nhà cung cấp trong nước có thể đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu về chất lượng, chi phí giao hàng để đảm bảo khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.